chuyến đi tây bắc ngày thứ nhất rưỡi biết sao tại vì cái ngày này là ở trên xe đâu là hết nửa ngày rồi đó sáng thức giấc thấy sao mới ngủ mà tự nhiên sáng nhanh ghê trời ơi ở mộc châu thời tiết lạ ghê ngủ con chút xíu rồi trời nó sáng nhanh ghê chắc là tại cao á ôi mặt trời đã lên rồi đã sáng sủa chiếu rọi và từng cái miếng bông tróc trên làn da khô của mình rồi thì mình sẽ dắt mọi người đi tham quan cái chỗ home mình ở tên là nhà bên suối nha ở mộc châu á thì cái cảnh trên hình camera nhìn sao là mọi người thấy y chang vậy đó từ sài gòn lên tây bắc là cái mặt em là chuyển từ cái ông bán đồ chiên là cái chảo dầu đó chuyển sang loài bò sát thay da luôn cái da nó bông tróc lớp 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 chúng mình rất rất vui <laughs> tự nhiên nhớ cái chảo dầu năm đó ghê chứ giờ da khô khó chịu quá mọi người đi chơi nhớ đem đồ dưỡng da nhiều nhiều vô còn không ghé nhà em ở sài gòn chiếc cho một miếng dầu để để dành dưỡng <laughs> rồi sau khi đã review rất là chi tiết về cái hôm tây nhà bên suối em đang ở thì tụi em chơi trò chơi một chút xíu rồi xong mình sẽ đi ăn sáng à. ăn sáng là ăn mì gói với cái đồ ăn thừa hồi tối qua nằm mà mình nướng thịt còn đó mọi người thấy chưa không ai cần kiệm bằng chúng tôi khúc này mới lạ nè tụi mình ở mộc châu tính ra là có một ngày hôm qua là trọn vẹn thôi xong á cái tụi mình đi thác nàng tiên là hết bà hết một ngày rồi chiều về thì chạy đi tìm mấy cái đồ hoa cả thông mơ rồi đó lạc đường á trời tối đó, bà đó luôn xong cái có người chỉ tụi mình vô rừng thông bản án thì trong đó nó là có đủ thứ trong đó đó thế là một trong những lần đầu tiên trong đời mình phải thức dậy vào lúc sáu giờ mấy sáng để mình tắm rửa xí sọn đồ xong là tám giờ sáng là mình phải có mặt ở trường thông bản án để mười giờ mình ăn mười một giờ mình lên xe về hà nội nhưng mà nhìn sơ sơ thì mọi người thấy đó nó, nó hơi đứng tuổi so với em đúng không mọi người cứu em thì nó không có gì hết trơn á. nó giống như là thung lũng tình yêu của đà lạt vậy đó bước vô là mình chuẩn đi hai chục tuổi liền chục ngàn một vé đó trời Ê có một điều kỳ lạ mà mọi người giải thích giùm em là tại sao mấy cây cục đèn ở đây là mỗi cây nó có một hình thù khác nhau vậy mọi người Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng Mới 11 giờ sáng nào còn ở Mộc Châu bây giờ đã là 3 giờ chiều và có mặt tại Hà Nội Và đây là chân dung con nhỏ bông non trốn làm bắt máy bay bay từ Sài Gòn ra Hà Nội Và đây chính là bà Ha Ha nè Chờ hoài luôn mở cái máy quay chờ hoài quay cái đèn không bà không chịu ló cái mặt ra giùm một cái đi trời ơi Tiết trời Hà Nội vào đông chợt thấy những cái cây có lá xanh như mùa xuân Rồi bác tiên hội tụ Chị em gặp nhau ở nơi xứ người là phải lên đồ đi ăn chứ sao nữa à, mọi người ẩm thật là kết nối những con tim lâu lâu ra thủ đô làm nét mặc quần jean đồ nhìn chắc ha xong quên sổ đồ giày mang cái dép lào của khách sạn đi ra đường luôn xù so. tính ra là ra hà nội tới lần hai là mới ăn được cái món phở bò xuất giang này đó cảm nhận của em thì nó giống là phở bò với ăn với lại thịt bò mà bò kho á mọi người trời ba giờ chiều mới được ăn trưa lù lùa, lùa vô đi cho cảm nhận cấm ơ đồ khách sạn mà mình tạm trú là ở hàng có đó còn này tụi mình đi ăn ở hàng vải gần đó chiều đông hà nội lãng mạn ghê mà hai đứa này hơi lãng nhách ôi lại là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngồi đồng mới ăn phở xong về làm giấc cái giờ đi ăn phở cuốn tiếp mọi người đừng thắc mắc là sao mà trong hình là nhanh như vậy ngoài đời là làm mấy giấc chim bao rồi đó mới tới cử ăn này nè đó cho xương xương phải xào phải cuộn phải cuốn này là hình như là ăn ở phở cuốn hương mai hay sao số hai nghiện các cần nè nói qua nói lại này mới là phở cuốn này đó nó cuốn như là gỏi cuốn gì đó mà thay vì dùng bánh chén người ta dùng bánh phở ở trong nó có thịt bò nó cũng vừa ăn lắm một lần ăn hết cuốn luôn được luôn á mà em thấy cũng kỳ tại chị hà ăn có một chút mà mẹ ăn hết thì kỳ cái này là kem tràng tiền hai chục ngàn cây mà sao thấy cũng giống mấy cây kem của mấy cái chú bán hồi xưa lắc keng keng á rồi đó thấy không nói ngày này là ngày rưỡi là xứng đáng không đi xe từ mộc châu về hà nội giờ tối là đi xe từ hà nội lên trên sapa À, nguyên ngày đi chứ ăn không không có review một cái gì hết trơn <laughs> thôi coi như này là khiến mãi nha mai em lên sapa review cho mọi người bye bye chuyến đi tây bắc ngày thứ hai sa ba sương mù dân kính lối không có thấy đường đi chơi gì hết trơn á tụi em đáp đôi chân rung rẩy tới sa ba đâu năm giờ mấy sáng á đây là tập hợp những người coi thường cái lạnh của vùng tây bắc này mọi người ăn mặc vậy đó rồi bà nào bà nấy cũng rung như cái máy đánh trứng vậy đó <laughs> rồi tụi em lật đật là chạy vô cửa khách sạn xong đi tới quầy check in check nhanh bấm thang máy đi vô phòng cho nó ấm cho nó lạnh quá việc đầu tiên sau khi bước vô khách sạn là thở nha tại mệt quá sau khi tay simi xong là lật đật đi quầy mấy cái đồ dưỡng da lên trên mặt đó tại vì ở trên đây hả mà không dưỡng da là nó chốc da lớp 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 lớp, lớp, lớp luôn rồi khúc này chị em bày đặt làm cái nét ăn đồng chi đều để cho ông trời quyết định nhân duyên bình thường á là chi cặp đi xe máy á là máy này không chịu máy kia không chịu cho nên bây giờ chơi cái trò bốc thăm luôn cho nó đều khỏi than khỏi trách ai có phúc cùng hưởng có quả tự chịu đi ừ giờ quả tới luôn nè tự nhiên cái thế giờ đi chơi trời mưa trời thuê chiếc xe số 150 trăm mà trời mưa ê mà mặt bằng thuê xe ở tây bắc mắc ghê ăn chăm giữ chiếc xe số á thiệt sự luôn buồn ghê đã không có đi xe máy được còn tốn tiền mua thêm áo mưa nữa rồi mấy anh em siêu nhân đi xe điện luôn thì cái tình á mưa gió mọi người về khách sạn ngủ mọi người đừng đi chơi nữa mưa gió rồi về khách sạn mình chầm Ê mọi người cái xe điện này nó có cái đồ che mưa gì nè mà lần nào em kéo nó cũng bị gì nè đó Mọi người nghĩ là bọn mình đi sẽ lạnh lắm Nhưng mà lạnh da thịt thì không quá xá gì so với lạnh trong con tim hết Tại vì mình bỏ tiền ra mình lên đây á Và trời như vậy là có thấy đường đâu đi chơi Đi ăn sáng bây giờ khách sạn ngủ lại chứ sao giờ nữa Trời ơi ở đây có mua đã ghê ở Sài Gòn không có này là tụi em đi ăn cúng sủi ông há nha trời ba cái người trong sài gòn ra cái thở được ra khó cái ham thở hoài làm như đó giờ không có thở gì đó lúc nào đi tới xứ lạnh cũng có hai tim một tim uống trà nóng ê mà cái nước gần này nó kỳ kỳ và một tim bất tử nhớ bà dẫn nước ngọt có ga và một ly đá nha trời thì cái tô cúng sủi nó ra nè bà ha ha bà suối tôi miêu tả gì nè cộng thì cộng phở nước thì nước bánh canh cua thịt thì thịt của sôi mặn ơ <laughs> nhưng mà nghĩ lại thấy không có lệch miếng nào luôn á rồi ghé quán cà phê bao cấp làm ly trà giải rồi thấy chú bán hạt dẻ tấp vô muôn ký hạt dẻ nữa mấy cái này bạn em nó mua chứ em ăn hộp là em ngán à em ơi hôm nay chắc em không bán đâu chị không, bắt xào bình thường thì nó cũng vậy mà hôm nay xình nó dăng lên nó hơi cháy đen đen đó chị <laughs> ăn không có được bữa khác em bán chị nha <laughs> rồi cái mình ăn xong cái mình lăn qua nhà thờ đá cái mình thăm nhà thờ đá xong cái mình đá qua cái quảng trường trung tâm mình tới quảng trường trung tâm rồi á thì mình phải nhảy xuống dưới đi để cho người ta nhìn một vòng cái thử nó làm sao rồi nhìn đi nè xoay 360 độ cho nhìn nè nhìn được gì nhìn nha nhìn kỹ vô nè nhìn quảng trường xong mình trường qua Shin plaza đi xa ba mà không khé thăm Shin plaza thì thiệt là thiệt là tiếc quá ta <laughs> rồi ghé qua chỗ bán gì đam mê mua đồ bán gì đam mê mà xin không muốn cho <laughs> chỗ này bán quà lưu niệm á nhưng mà em ghé qua mua nón mua khăn đồ chứ lạnh quá chịu không nổi rồi em vô em đội thử mấy cái này cho vui vậy đó chứ thật ra em mua cái em cầm trên tay nãy giờ rồi mua xong đội liền đó, chứ cái đầu sáng giờ là giống trái dừa sim ướp lạnh lắm rồi đó 3 giờ chiều mà có sương mù không có một hạt nắng nào hết rồi giờ cỡ xe máy đi ăn cho nó hết trăm gửi nè trời ơi, hết ngày rồi 3 giờ mấy chiều mới tới được nhà hàng ô bí hồ để ăn trưa thì xe qua xe lại cũng có mấy cái món đặc sản trên đây gà bản lợn bản cá tầm rồi đó rồi cái này là coca xì dầu mà có ớt vậy bà ăn xong cái mình lại lăn tới ạt hao em thì em không có ạt gì đâu nên em tới ạt hao chủ yếu để em thăm bé tết của em thôi trời ơi sao anh chủ anh cho một cái tin xét đánh là con tép nó đi chơi rồi kêu nó không có về em ở đây mấy bức tranh của anh chủ anh vẽ đẹp đó em tính nâng cấp bức đem về nhà mà thấy nó không có hợp với nhà em nên em thôi luôn đây là bà tết nè đó anh chủ anh phải chạy đi mua một bịch bánh gạo anh dụ mới về đó không hiểu sao chó mà thích ăn bánh gạo nữa trời năm ngoái em tới cái mặt còn thấy cưng lắm năm nay chắc già rồi nằm một chỗ không mà mọi người chín tuổi chó là bằng sáu mươi mấy tuổi người đó anh chủ đưa bánh dụ về nhà không thèm đi luôn phải ẩm mới về đó rồi tối thì đi ăn đồ nướng chứ sao nữa thì đồ nướng ngoài này thì cũng bình thường như đồ nướng ở đà lạt ở sài gòn vậy đó. nhưng mà cái nước chấm hơi khó ăn chút xíu mà mình thấy thì nó cũng đậm cái phong vị núi rừng tây bắc á nên cũng ok khúc này diễn áo thuật này đó cái tô nước chấm nó lật mà nó không đổ luôn đó hay chưa khúc này diễn lại lần hai cái tự nhiên nó đổ chuyện xui rủi tôi đâu có muốn đâu mà đổ lên giày bà phải giày tôi đâu tự lo đi ăn xong tính tiền chịu bảy cái đám hết hồn giật mình đùng đùng trời ơi cứu tôi còn đứa chịu bảy trời ơi cứu tôi cứu tôi nói chung mình đi ăn á thì mình nhớ tự lựa cho chọn được đồ tươi nha mọi người với giá này mình đi ăn nhà hàng được luôn á xong cái tụi em đi uống cà phê ngồi ngắm thị trấn sapa về đêm chút xíu xong là hết ngày đầu tiên ở sapa